Vâng, xin chào mừng quý khách hàng đã trở lại với kênh Lâm Huy Xe Tải. Em là Huy, là chuyên viên tư vấn tại công ty ô tô Phú Cường. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý khách hàng lên một cái clip để giới thiệu cái dòng xe tải Zack ở bên công ty ô tô Phú Cường anh em. Thì hôm nay em sẽ lên clip giới thiệu đến quý khách hàng cái dòng xe tải Zack N350S. Thì hiện tại cái dòng xe tải Zack thì nó cũng có mặt trên thị trường cũng đã rất là nhiều năm rồi, nó cũng quen thuộc đến quý khách hàng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cũng như là báo giá cũng như là các chương trình khuyến mãi của nhà máy Zack trong tháng 11 cũng như là cuối năm 2023 cho quý khách hàng, để quý khách hàng có thể là nắm cái tình hình giá hiện tại của dòng xe Zack và mình có thể là cân nhắc, có thể là đầu tư giữa cuối năm để mình chạy hàng Tết nha quý khách hàng. Thì cái con Zack em giới thiệu với quý khách hàng hôm nay là chiếc Zack N350S. Thì đối với phiên bản mà Zack N350S bên công ty ô tô Phú Cường bên em, nó sẽ có hai màu cơ bản cho quý khách hàng là màu xanh và màu trắng cho quý khách hàng có thể lựa chọn. Thì xe Zack N Series thì quý khách hàng cũng đã biết, và về phần máy của nó là máy Cummins cực kỳ khỏe nha quý khách hàng, và cực kỳ chạy, cực kỳ lợi dầu cho quý khách hàng luôn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Máy của nó là gần 2.8 lít nha quý khách hàng, và đạt công suất cực đại gần 100, đạt công suất cực đại là 120 mã lực cho quý khách hàng đấy. Và thiết kế cho quý khách hàng là cabin đầu vuông, thì nói chung là cái đầu cabin này nó tương tự như là cái gần giống như là cái con Isuzu vậy quý khách hàng, dòng xe hãng Isuzu. Máy nhưng mà cái con này là xe Trung Quốc nhập chassis về bên em mà đóng thùng, bên công ty em sẽ đóng thùng cho quý khách hàng luôn. Thì sẽ là có là thùng đối với Zack N350S, nó sẽ có ba rất là nhiều loại thùng cho quý khách hàng lựa chọn, đó là chiếc thùng lửng nè, thùng bạc tiêu chuẩn nè, và thùng kính cửa hông và thùng kính bửng nâng cho quý khách hàng. Ngoài ra thì cái dòng Zack N350S này nó có cái dòng xe trường lái cho quý khách hàng nữa, xe tập lái nữa, dấu C cho quý khách hàng đấy, tải của nó là 3.6 tấn. Còn cái con N350S này tải của nó là 3.5 tấn nha quý khách hàng. Thì cái dòng hạ tải của con Zack N350S này là Zack N200S, tải 1.9 tấn nha quý khách hàng, để có thể vào đường phố. Thì về phần thùng hàng của nó, đây phần thùng hàng của con Zack N350S này, nó có thùng hàng lọt lòng cho quý khách hàng là 4m360 nha quý khách hàng, chiều rộng nó 1m820 và chiều cao của nó là 1m770 nha quý khách hàng đấy, lọt lòng nha quý khách hàng, mở được cho quý khách hàng là 5 cửa bửng. Và vách ngoài là sở hữu vách ngoài là inox nha quý khách hàng, vách trong là tôn kẽm, và sẽ có phía giữa là sẽ có bố xốp cách nhiệt cho quý khách hàng. Và sàn của nó là sàn sát phẳng 2.5 ly. Và về gương của xe là gương hộp cỡ lớn nha quý khách hàng đấy, có thể là nhìn bao quát các cái góc của xe, và sẽ có các cái hạn chế điểm mù phía bên hông và phía bên trước của xe, hai cái gương cầu lòi. Còn về chế độ bảo hành của động cơ Cummins á, thì sẽ bảo hành cho quý khách hàng là 5 năm trên 150.000 km nha quý khách hàng, cực kỳ ấy luôn. Để em sẽ mở cái phần động cơ cho quý khách hàng. Đây, động cơ Cummins của Mỹ nha quý khách hàng, và nó đồng bộ với hộp số phát gear của Mỹ cũng như là cầu lắp của Mỹ luôn. Nên là rất đồng bộ với nhau, chạy rất là hiệu quả, đạt hiệu quả cực kỳ cao luôn, và tiết kiệm nhiên liệu đâu đó tầm khoảng từ 8 đến 10 lít trên 100 cây nha quý khách hàng. Và riêng về phần động cơ này là sẽ được bảo trì bảo dưỡng lần đầu miễn phí nha quý khách hàng. Quý khách hàng cứ đến công ty ô tô Phú Cường bên em, hoặc là các cái hệ thống cùng chi nhánh công ty ô tô Phú Cường bên em, để mình có thể là tiến hành bảo trì bảo dưỡng lần đầu, chạy tầm khoảng từ 2.500 tới 3.000 cây là quý khách hàng cứ thể có thể là đến showroom bên em để bảo hành bảo trì bảo dưỡng. Thì lần đầu miễn phí nha quý khách hàng, hay nhất lọc nhất. Còn về giá xe hiện tại của con Zack N350S này, hiện tại giá xe là 420 triệu nha quý khách hàng. 420 triệu. Ngoài ra thì khi quý khách hàng đầu tư thì bên em sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng là tặng là cái bao tay vô lăng, hãm lốp sàn cho quý khách hàng, cũng như là em sẽ tặng thêm cho quý khách hàng cái cam hành trình tích hợp cam lùi để quý khách hàng đi đường có thể là quan sát được, như là lưu được cái hành trình của mình đi đấy, thì nó sẽ an toàn hơn cho quý khách hàng. Thì xe là có hai màu trắng và xanh nha quý khách hàng. Quý khách hàng có thể là mình lựa chọn một cái màu phù hợp với mô hình của mình. Thì ngoài ra thì các cái dòng xe Zack này vẫn có thể sơn màu lại cho quý hàng nữa, nhưng mà nó sẽ tốn thêm chi phí cũng như là tốn thêm thời gian của quý hàng. Khi quý hàng mình cần xe gấp á, thì mình chỉ có mấy cái màu cơ bản mình lựa thì nó sẽ nhanh hơn, xe có sẵn cho quý hàng giao ngay. Thì đối với quý hàng mình đầu tư khởi nghiệp đâu đó tầm khoảng từ 100 tới 110 triệu là quý hàng có thể nhận xe về tải hàng được rồi. Thì thủ tục hồ sơ là bên em bảo đậu cho quý hàng 100%, làm hồ sơ thì đâu đó tầm khoảng từ 7 tới 10 ngày không tính thứ bảy chủ nhật là quý hàng có thể nhận xe. Còn đối với những quý khách hàng mình mua tiền mặt thì tầm khoảng là từ tầm 3 ngày, tầm 3 ngày đó có xe để giao cho quý khách hàng, xe ra biển số. Thì khi mà quý khách hàng làm hồ sơ thì chỉ cần cọc trước cho công ty ô tô Phú Cường bên em tầm khoảng từ 5 tới 10 triệu để bên em lấy số hợp đồng gửi bên ngân hàng làm hồ sơ cho quý khách hàng. Đấy, thì khi mà ra thông báo cho vay bên ngân hàng thì quý khách hàng chỉ cần đóng đối ứng số tiền còn lại, bên em sẽ cho tiến hành xe đi bấm số, và xe về công ty ô tô Phú Cường bên em sẽ có một đội ngũ
các anh em dịch vụ bảo dưỡng kiểm tra xe như là vệ sinh xe sạch sẽ như phủ bạc lên để cho bàn giao xe, tiến hành bàn giao xe cho quý khách. Thì quý khách nào có nhu cầu cứ liên hệ với em với số điện thoại để dưới góc màn hình, có thể là kết bạn Zalo với em sẽ gửi những hình xe như bản báo giá về xe. Thì ngoài ra quý khách có thể là đến công ty ô tô Phú Cường bên em tại địa chỉ là D7/14A quốc lộ 1A thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn một cái showroom ở dưới Tiền Giang để cho những khách hàng mình ở tỉnh những khu vực miền Tây á, mình có thể là đến để mình xem xe nó gần hơn. Thì ở gần cầu Nhị Mỹ, gần cầu Nhị Mỹ cái lại Tiền Giang nha quý khách. Thì xe thì có hiện tại có sẵn ở showroom, quý khách cứ lên xem xe cũng như là chạy thử xe, trải nghiệm xe cũng như là mình xem thử coi máy móc của nó như thế nào, có phù hợp với mình không. Thì quý khách cứ đến, em sẽ hỗ trợ cho quý khách là 24/7 luôn. Quý khách cứ liên hệ em sẽ tư vấn cho quý khách những cái dòng xe dắt. Ngoài ra thì bên em còn những cái dòng xe như là Terraco, như là các dòng xe hãng Hyundai, Isuzu, bên em vẫn sẽ có hỗ trợ cho quý khách để có được một con xe phù hợp với nhu cầu mình nhất. Em Huy, chuyên viên tư vấn tại công ty ô tô Phú Cường. Hẹn lại quý khách ở những video lần sau.